Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Cô dâu 65 tuổi bất ngờ tung MV đầu tay chuẩn bị lấn sân sang showbiz. MV đầu tay của cô dâu 65 tuổi là nhạc phẩm vô cùng nổi tiếng Đa Tạ của nhạc sĩ Anh Việt Thu. Mới đây, cô dâu bất ngờ tung MV đầu tay của mình lên trang cá nhân và nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Bài hát được cô dâu Nguyễn Thị Hòa chọn quay MV là nhạc phẩm Đa Tạ vô cùng nổi tiếng của nhạc sĩ Anh Việt Thu. MV được quay khá đơn giản, chỉ là những cảnh cô dâu 65 tuổi đi qua đi lại trong công viên và diễn xuất theo lời bài hát. Trong MV, cô dâu Nguyễn Thị Hòa mặc hai bộ trang phục khác nhau. Cô khéo léo dùng thêm đôi kính và túi xách làm điểm nhấn cho mình. Ngay khi xem những hình ảnh trong MV của cô dâu 65 tuổi, nhiều khán giả không khỏi bất ngờ, giật mình, có nhiều lời khen có cánh trên cho giọng hát ngọt ngào của cô dâu 65 tuổi. Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng chị đang làm lố thêm hình ảnh của mình. Có thể nói cô dâu 65 tuổi đang tận dụng cơ hội được nhiều người quan tâm để liên tục sản xuất nội dung trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây chỉ là cảm xúc của cô dâu 65 tuổi, cũng muốn thể hiện bản thân mình. Ý kiến khác lại cho rằng cô dâu 65 tuổi đang tự bôi xấu hình ảnh của mình khi làm nhiều trò lố trên mạng xã hội. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.